Vâng, chào mừng các bạn trở lại với series bình luận các trận đấu của những người nổi tiếng thuộc cộng đồng Street Fighter Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ có hai nhân vật cực kỳ mạnh mẽ luôn. Một chính là Bắc Thành Chủ, Difa, hay còn được gọi là anh Giang Giải Khát. Đối với một gọi là quái kiệt của đất miền Nam, đó chính là Theo Jojin. Sự là nếu mà nói về trình độ của anh Heo thì đúng là quái vật Heo đúng nghĩa đen luôn, khi khủng khiếp. À thôi, chúng ta cùng chuẩn bị bắt đầu luôn tới trận đấu rồi. Hãy xem EVP của Difa khủng khiếp như nào. Nhưng chắc cũng sẽ trở nên nhỏ bé trước Heo đâu, mình nghĩ thế. Let's go. Nào thôi, chúng ta tới luôn tới trận đấu. Vẫn là quân bài quen thuộc của mình, Ninja Ibuki, cô công chúa răng hô. Và sự lựa chọn của anh Heo là Nekali, cũng là một nhân vật khá là mạnh. Nhưng mà xét theo make up thì rõ ràng là Nekali hơn rank của Ibuki rồi, không đáng kể lắm. Và nện đất thật đời, cút counter rồi, bồi thêm phát kích, đạp phát đầu, cào rách hết cả váy con gái người ta rồi. Cút cào tơ nhưng không làm gì hết. Phải là những giây phút đầu anh Heo đánh khá là cục cằn luôn. FD phá tới bến, cũng đúng như dự đoán rồi. Đối đầu với một người như anh Heo thì có vẻ là Difa bình thường rất mạnh mẽ nhưng mà không có đất diễn nhiều lắm, bị ép rất là khổ sở. Rồi, lại bị zone vào trong rồi, không chưa thoát ra ngoài được. Dần dần đẩy ra ngoài rồi. Difa thoát góc và nhẹ nhàng một combo 4 hit dành cho Nekali. Reset không làm một cái gì hết. Thôi chết rồi, tôi biết mà. Cái vị trí G như một F3DC vậy. Bật lên xong muốn làm gì tiếp theo cũng được. Và để lại một tiếng hú á nơi Ibuki. Hit, rơi xuống, vật luôn. Ấn mặt xuống đất, đánh rất dã man, rất tàn bạo, rất vũ phu. Lại tiếp tục, rất là nhiều pha reset nhưng mà không thể làm gì. Thò ra và lại đã thấy anh Heo on block rồi. Dường như là có vẻ là hai người cũng khá đánh khá nhiều với nhau nên là các tech của Difa bị nắm hết rồi. Quá tuyệt vời luôn, thắng được một round rồi. Nếu nói để nói về một người có trình độ như tôi ấy, để thắng được anh Heo Jojin thì chắc là một niềm mơ ước ấy. Thắng được một round rồi. Và có vẻ trận đấu đẩy vào quá nhanh. Và round 3 anh vừa vào cái lao vào đánh nhau tới tấp luôn. Cắp trượt và trả giá một combo 4 hit. Cứ chọc vào chân người ta làm gì. 5 hit nhẹ nhàng. Còn rất nhiều máu là Difa. Có vẻ không rồi. Một pha còn confirm rồi, chạc ngang lại tiếp tục một pha như thế nữa. Upper cắp dãy nhưng mà thôi. Dãy ngu là đu cột điện rồi. Một pha bóp ở chỗ nào thì không biết nhưng mà đen xì luôn. Quá khủng khiếp, đúng là con quái vật. Chiến thắng dành cho anh Heo rồi. Có lẽ là do hôm nay do con Ibuki của Difa để quên bom nhà, không né một quả bom nào luôn. Và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nhá. Goodbye.